Những điều mà mình muốn làm khi về Việt Nam sau 10 năm là có một bữa cơm gia đình sum vầy với nhau. Ở xa rồi mới trân quý được những cái bữa cơm gia đình. Dẫn đại gia đình đi ăn lễ, không vui không, ơi là vui luôn. Cái gì mà nhà không công cái gì? Không công, đông công cũng thấy. Của không công, đông công cũng thấy, sạch đất luôn. Dẫn ba tôi đi Vincom chơi, nghe dữ dội không? Lần đầu ba tôi đi Vincom á trời. Dành thời gian đi với mami, sáng đi biển, chiều đi chùa với má. Bữa nay có tôi đi chùa má tôi vui hẳn lên. Và đây là một lời hứa khi tôi về Việt Nam và tôi đã làm được. Dành những cái phần quà nhỏ cho cái bệnh viện ba tôi đã nằm dài tháng ở đó. Đây cũng là một lời cảm ơn trời Phật đã giúp ba tôi vượt qua cái cơn bệnh. Để tôi có thể về gặp ba tôi sau 10 năm. Làm sao có thể bỏ qua cái món ăn tuổi thơ cốc ổi xoài bánh tráng bà mợ tôi nướng bánh tráng thường chưa? Điều tôi vui nhất là dẫn được cả nhà ba má tôi đi chơi, dẫn đi ăn đi uống luôn. Nhìn ba má tôi ăn mà tôi vui dễ sợ. Điều hạnh phúc nhất là tôi đã tổ chức được một cái đám cưới và có ba má, gia đình, bạn bè của tôi ở đây. Thời gian trôi qua nhanh quá, một tháng bay cái vèo rồi, có nhiều điều mình rất muốn làm. Hẹn một ngày xong xa.